Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi tiếp tục với những cái tội phạm phổ thông trong cái đời sống hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi sẽ nói về thế nào là tội cưỡng đoạt tài sản. Trong khi mà đi tòa thì tôi nhận được một cái cuộc gọi điện thoại. Anh bảo với tôi rằng là anh đã đi lấy tiền cho một người nào đó và lấy với số tiền là 5 triệu đồng và anh bị cơ quan điều tra khởi tố về cái tội cưỡng đoạt tài sản. Các tình tiết của cái vụ án liên quan tới tội cưỡng đoạt tài sản thì chúng ta sẽ không bàn. Tuy nhiên là thông qua cái câu chuyện tư vấn của anh thì tôi có nói rằng là thôi thì bây giờ như thế này, tôi sẽ cố gắng để mà hoàn thiện sớm nhất cái video về tội thế nào là tội cưỡng đoạt tài sản để cho anh hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018 là Điều 170 tội cưỡng đoạt tài sản. Khoản 1. Người nào đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong cái khoản 1 này có hai cái yếu tố. Thứ nhất là đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác làm uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản thì phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ rất là cụ thể cho quý vị và các bạn hiểu. Ông A, ổng đến văn phòng, ổng bảo rằng là con của ông bị tham gia vào cái nhóm và đi lấy tiền góp tiền gì đó với một cái sau đó thì lấy tiền như vậy thì được chia chác cái phần trăm. Sau đó thì ông bảo tôi là bây giờ nó đang bị tạm giam thì vào tội gì. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi cho rằng là các nhà đàm luật đã có rất là một cái ý rất là chuẩn trong cái tội cưỡng đoạt tài sản. Có hai yếu tố: đe dọa dùng vũ lực. Nếu trong trường hợp mày không đưa tiền tao, mày không trả tao thì tao sẽ lấy tay, lấy chân, lấy mạng gì đó, hoặc là thủ đoạn khác. Bây giờ nếu như trong trường hợp không đưa tiền thì sẽ một cái hình thức là uy hiếp về mặt tinh thần chẳng hạn. Trong riêng cái tội này thì các nhà làm luật không ghi cái mức là bao nhiêu thì cấu thành hoàn tất cái tội cưỡng đoạt tài sản. Có thể là 2 triệu, có thể là 5 triệu, có thể là 10 triệu. Và các nhà làm luật chỉ ghi nếu trong trường hợp có cái số tiền cưỡng đoạt là 50 đến dưới 200 triệu thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Thưa quý vị và các bạn, thế nào là tội cưỡng đoạt tài sản thì về mặt ý chí luật sư đã đưa cho quý vị và các bạn: đe dọa dùng vũ lực hoặc cái thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt cái tài sản thì bị phạt từ 1 năm đến 5 năm. Và cái khung 2 thì phạt tù trong trường hợp từ 3 năm đến 10 năm. Thứ nhất là có tổ chức. Tôi có tư vấn cho vị khách hàng điện lại rằng là chắc chắn trong trường hợp của anh thì các cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm cơ quan điều tra đã khởi tố vì cho rằng anh là người thực hành nhận cái số tiền đó đem về, còn cái người mà chủ mưu là người sai anh đi thì sẽ cùng một cái tội gọi là tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên là cái vai trò vị trí của cái người chủ mưu, cái người cầm đầu, người thực hành, người giúp sức và những cái vai trò khác nhau thì tùy theo tính chất và mức độ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng là không đương nhiên là các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phí phạm thời gian để một cái hình thức, một cái số tiền nhỏ như vậy. Và tôi cho rằng là cái việc khởi tố về cái tội cưỡng đoạt tài sản thực hiện rất là nhiều lần và có một cái tổ chức. Đó là một cái sự suy đoán của chính bản thân tôi mà thôi. Thông qua cái video này để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn biết những cái quy định của pháp luật đối với cái tội cưỡng đoạt tài sản. Tôi sẽ xin đọc cái khoản 3 cho quý vị và các bạn ha. Khoản 3, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ thì cái này thì một cái giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái ví dụ rất là cụ thể. Một cái công ty bán đấu giá, họ đã liên hệ với công ty bán đấu giá để xin được mua cái bộ hồ sơ. Tuy nhiên rằng là sau đó thì công ty bán đấu giá lại không bán cái hồ sơ này. Và có một người tự xưng rằng nếu trong trường hợp anh không bán thì tôi sẽ đưa cho anh lên bộ tư pháp gì đó. Và họ đã uy hiếp bằng cách là nếu mà anh thối lại cho tôi 5 đồng, 10 đồng, 100 triệu, 200 triệu thì tôi sẽ để yên cho việc này. Và cái công ty bán đấu giá đã chấp nhận một cái hình thức này. Và các bạn biết rồi, nó sẽ được, nếu trong trường hợp công ty bán đấu giá tố cáo cái hành vi nhận tiền của và uy hiếp cái tinh thần thì sẽ được vào tội cưỡng đoạt tài sản. Đó là cái khoản 3. Cái khoản 4, phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì 12 năm đến 20 năm. Chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên. Thưa quý vị và các bạn, đối với cái trường hợp cưỡng đoạt tài sản này thì các nhà làm luật đã có đưa ra cái hình thức hình phạt phụ, đó là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Các bạn ạ, đối với tội cưỡng đoạt tài sản thì có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Thưa quý vị và các bạn, cũng thưa với vị khách hàng, anh gọi cho tôi trong một cái tinh thần là anh lo âu và anh cũng tin tưởng tôi. Mặc dù là tôi chưa có, anh chưa kể cho tôi nghe về những cái câu chuyện của tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên thông qua cái câu chuyện của anh, cũng cảm ơn anh đã tin tưởng văn phòng luật sư chúng tôi và chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Và thông qua anh, tôi đưa cái thông điệp về tội cưỡng đoạt tài sản đến cho mọi người. Các bạn nhé, nếu trong trường hợp tội cưỡng đoạt tài sản thì phạt khoảng 1, từ 1 đến 5 năm. Khoảng 2, từ 5 năm đến 10 năm. Nó gồm có 2 yếu tố: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, có giá trị từ 50 đến 200 triệu đồng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Vui lắm, mừng lắm khi một ngày, hôm nay là sáng thứ Hai, có khoảng chừng 10 cuộc gọi điện thoại đến để tư vấn các loại hành chính, hôn nhân và gia đình, hình sự, cả vấn đề về lao động nữa. Tuy nhiên rằng là sức người thì cũng có hạn. Tôi cố gắng chọn những cái thông điệp nào đó cần thiết cho quý vị và các bạn để đưa luật Việt Nam cho đến tận tay người Việt Nam. Và chắc chắn là trong cái vấn đề mà chuyển tải cái nội dung thông tin, nó có những cái vấn đề sơ sót. Nếu quý vị và các bạn khán giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là luật sư, là các chuyên gia pháp luật thì cũng sẽ phản hồi lại những cái tín hiệu tích cực để cho luật sư biết thay đổi, điều chỉnh, cắt bớt kịp thời để phục vụ rộng rãi cho hơn 90 triệu dân người Việt Nam đang sinh sống và làm việc một cái ý thức pháp luật để hạn chế đến mức thấp nhất những cái tội phạm hình sự xảy ra. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.